Hello, chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Đảng Chữ Nước của mình nhỉ. Ngày hôm nay mình lên review xe chở kèo qua rừng nước này. Bạt ngàn mà đường lại lội quá trời này. Anh em đang tới nè. Rồi anh em đang tới đó nha. Đây là anh Thao nè. Đâu dụng anh. Có đường đầy đổi quá trời nè. Đường quá lầy lội. Cái đường lầy lội bên kia. Đấy. Mùa này biết rồi chứ. Quá lầy lội luôn. Rồi em bóc công thứ ba đó. Đó. Anh em đang lột kèo đó các bạn. Đây là bà Lệ nè, bà Roy nè. Bây giờ tay cư lóc đang cắt keo để bác tài này là tời cái gốc keo lên. Bây giờ mời các bạn xem xe tải, bác tải sẽ tới lên tới sức tới lên các cốc keo luôn rồi. Tới lên các cốc keo lên thì các bạn xem.
Rồi bây giờ mời các bạn xem xe tải tới các cốc keo lên các bạn nha. Bởi vì không tới lên thì xe đổ xuống đây thì anh em bóc thì xe lên rất khó. Rồi bây giờ vô tới. Đó. Rồi xem tới gốc keo như thế nào. Có nổi không? Kinh khủng. Anh đi. Coi có nổi không? Đó 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 đó. Rồi cả đầm đây luôn á. Cặp lít này. Đây luôn nè. Chở mình đi luôn. Thấy chưa? Còn mini khỏe. Em đùm keo đi luôn. Gốc keo to hay nhỏ nè. Bóc tè chợ phụ luôn nè. Bóc tè là chợ phụ luôn đó. Yếu. Che không chịu được đòi lít. Cường không biết rốt cường Messi mà. Liệu che là bóc tè là tên là cường Messi. Em làm không kịp chứ xe này đã bóc cái này mất mâm. Xe này đầy hết bao nhiêu anh Cường? 20 à? 20 cho keo nữa, cho keo dâm hôm chắc hơn chứ gì? Bởi khúc to luôn. Hai mũi đó nha.
mấy người? Hai người. Đi lục tao đi ra hết đi chứ bổ đâu có được vậy chứ. Mọi người nghe tao tới nghe. Xe này gọi là xe Mỹ nè. Xe tường để bóp. Nó để lại, nó để lại chiếc này mà. Mỹ nó chiến tranh á. Để lại chiếc mà. Bác Tè nói là xe đây là còn sót là hồ chiến tranh đó. Xe còn sót là hồ chiến tranh nhưng trừ nó mới mạnh đó. Xe này dễ mấy mấy trên Cường. Cái thùng con là có mít. Có mít còn nữa hả? Lưu lì dè hơn xe xe Hiệp hả? Đi lên. Rồi, dẫn nó đảo lên luôn, tắt luôn, chạy luôn. Đâu. Rồi. Luôn luôn. Ép đó. Ấy nó né ra mà tôi đưa thôi. Đi đi tới rồi nè. Tới chưa? Tới ép cái tôi có không chưa? Tiền chưa cho chị ơi.